Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiểm tra bét và cắt bét cho ổ cứng của mình. Bây giờ các bạn cần chuẩn bị cho mình là bây giờ các bạn cần chuẩn bị cho mình là một cái USB và đã tạo sẵn cái USB và tạo sẵn cái HDMI rồi. Thì cái bộ HDMI lần này thì mình sẽ cho lên ở trên đây ha. Thì các bạn tải bộ này về, và thứ hai là các bạn làm theo hướng dẫn ha. Cả hai bước, bước chuẩn bị mình ở đây, và trong chuẩn bị thì có hai bước nhỏ, tức là bước A, bước B. Bước A thì các bạn tải cái bộ HDMI này về ha. Và bước B là các bạn làm theo hướng dẫn này ha, rất là nhanh. Rồi xong các bước chuẩn bị rồi thì các bạn cắm USB vào máy và cho boot, và cho nó boot thẳng vào HDMI ha. Và đây đây chính là cái giao diện đây chính là cái giao diện HDMI của mình. Thì đầu tiên các bạn chọn cho mình đốt đồ game và bấm enter. Tiếp tục thì các bạn chọn cho mình là HD tool và bấm enter. Tiếp theo các bạn chọn cho mình là HDD Reader 2011 và bấm enter. Kế tiếp thì nó hiện ra một số cái thông báo, thì các bạn cứ để mặc định và bấm enter cho mình luôn. Như vậy thì nó đã hiện ra cái giao diện menu. Ở đây nó giao diện nó hiện ra là nó sẽ hiện ra một cái ổ cứng của mình là 20 GB ha. Và các bạn lưu ý, nếu các bạn có từ hai ổ cứng ở trở lên thì nó sẽ hiện ra ở đây là thêm một cái ổ cứng thứ hai nữa, và các bạn chỉ việc di chuyển phím mũi tên lên xuống để chọn ổ cứng mà các bạn cần kiểm tra nó bị bét. Và các bạn lưu ý là ở trong đây thì nó sẽ không có hiện tên từng partition cho các bạn đâu, cho nên các bạn cần phải nhớ dung lượng của nó để phân biệt ổ cứng nào nghi ngờ là bị hư để các bạn test nha. Rồi các bạn lưu ý như vậy, vì ở đây mình chỉ có một ổ cứng thôi, cho nên mình sẽ bấm enter. Sau khi bấm enter xong thì nó sẽ hiện ra một cái menu tiếp gồm có ba mục nhỏ. Thì ở đây thì các bạn chọn số 2 và bấm enter cho mình. Tiếp tục thì các bạn chọn số 2 luôn đó và bấm enter. Thì sau khi bấm enter xong thì quá trình scan bét đang diễn ra. Và các bạn lưu ý, nếu mà trong quá trình scan bét nó hiện lên chữ B là tức là ổ cứng của bạn bị bét. Và những cái lỗi chữ B này thì có thể sửa được, nhưng sau khi sửa xong thì các bạn nên dùng cái phân vùng đó để chứa dữ liệu, chứ không nên cài win, vì khi cài win thì nó rất là hay bị lỗi. Lưu ý. Và những phân vùng nào nó hiện chữ D thì nó sẽ bị delay, và những phân vùng nào này thì các bạn nên bỏ luôn, không nên dùng lại làm gì ha. Nếu mà sau khi quét xong nó hiện lên màu trắng như vậy luôn thì ổ cứng của bạn bình thường và tốt. Đó, đó là mình mới vừa chỉ xong cho các bạn cách nhận biết ổ cứng bị bét. Ở đây thì mình không chưa thấy phát hiện cái chỗ nào nó hiện lên chữ B hoặc là chữ D cả, toàn là màu trắng, cho nên là ổ cứng của mình tốt. Và các bạn lưu ý, sau khi quét xong thì nó sẽ hiện lên một cái bảng này giống như là bảng báo cáo vậy, nó sẽ hiện lên là bị bét chỗ nào, bị bét ở khúc sector nào. Thì ổ cứng mình không bị bét nên nó không có hiện lên một màu trắng tên luôn, tức là ổ cứng của mình tốt. Và ở đây
mình sẽ đặt giả thuyết cái ổ cứng của mình bị bết phần đầu, là bị bết ở đây là ha. Các bạn lưu ý cái con chó chuột của mình là ổ cứng mình bị bết phần đầu, vì nó phần đầu là cái phần chúng ta hay chia partition để mà cài win nhớ, cho nên nó hay bị bết phần đầu này. Và mình dự tính cái phần đầu này nó bị bết là 3 GB ha. Mình dự tính cái phần bết phần đầu này là 3 GB. Các bạn lưu ý mình dự tính, mình ước tính, mình dự tính nó khoảng bao nhiêu ghi đó thì mình cắt bỏ nó luôn à. Các bạn lưu ý cái phần đầu này nó bị bết là 3 GB ha. Rồi xong, như vậy thì mình đã chỉ cho xong cho các bạn phần kiểm tra ổ cứng bị bết. Tiếp theo thì các bạn reset lại máy và tiếp tục cho nó boot vào cái hidden boot cho mình. Thì tiếp theo các bạn chọn cho mình mini Windows 7 Pro Table và bấm Enter. Lưu ý là các bạn chọn cho mình mini Windows 7 Pro Table và bấm Enter. Rồi các bạn đợi cho nó loan vào. Thì quá trình loan vào Win Mini lâu hay chậm là tùy thuộc vào cấu hình máy của các bạn ha. Rồi bây giờ thì nó đã loan xong và Win Mini cho mình. Thì tiếp theo các bạn chọn cho mình là đốt RAM game, và các bạn chọn cho mình là Disk Tool và chọn là Partition Winza và bấm Enter. Thì sao thì đây là cái giao diện mini tool partition Windows của mình, mà mình dùng cái phần mềm này để cắt cái phần bét. Thì như dự tính hồi nãy mình đã đặt giả thuyết là cái ổ C của mình nó đã bị bét 3 GB, thì bây giờ mình sẽ cắt cái 3 GB đó bỏ đi. Thì các bạn bấm chuột vào partition C và bấm chuột phải chọn more design ha, chọn more design và kéo, các bạn lưu ý cái con chó chuột của mình, và kéo đúng 3 GB. Ở đây mình kéo dư ra luôn cho nó chắc ăn ha. Và sau khi mình đã kéo 3 GB bỏ rồi thì các bạn bấm OK. Thì các bạn thấy đó, mình đã cắt bỏ đi 3 GB rồi, và 3 GB này mình sẽ không dùng đến nữa, thì tại vì nó đã bị bết rồi ha. Thì còn lại 5 GB này, 5 GB này thì nó nằm chung cái phân vùng đã bị bét, cho nên các bạn
tránh để Win bị lỗi nữa, thì các bạn không nên cài Win trên nó nữa. Và các bạn dùng cái phần còn lại này để chứa dữ liệu là tốt nhất ha. Đây là chỉ là kinh nghiệm của mình nói cho các bạn biết thôi. Các bạn có thể sẵn đây mình sẽ chỉ thêm, vì cái phần cắt bét ra đến đây là đã xem như đã xong rồi ha, và mình nói thêm cho các bạn. Và nếu các bạn muốn chia cái bật Decision phía sau này thành ổ để cài Windows thì các bạn chỉ việc bấm chuột phải và chọn More Resize nó lại, và mình chọn khúc cuối cùng để làm và để cài Win, và mình lấy khoảng mình vi giả thuyết là mình lấy khoảng 5 GB để cài Win đi ha. Đó, mình resize nó lại thì nó sẽ tạo cho mình một cái partition trống, và mình tiếp tục bấm chuột phải vào nó và chọn Creator và bấm Enter. Thì ở đây mình sẽ đặt tên là cài Win XP. Ở đây mình sẽ chọn là Library, chọn định dạng là NTFS và mình bấm Enter. Tiếp tục thì các bạn bấm chuột phải vào và các bạn chọn Modify và các bạn set ATI nó ha. Rồi xong, tiếp tục thì các bạn phải bấm Apply và bấm OK cho mình. Nhớ bước cuối cùng là phải bấm Apply và bấm OK thì nó mới thực hiện và lưu những cái gì mình đã thực hiện từ nãy đến giờ. Mình xin nói lại, bước cuối cùng thì các bạn phải chọn Apply và chọn Z, và để nó lưu lại những cái gì mà mình đã thực hiện từ nãy đến giờ. Thì coi như xong, mình đã cắt cái phần đầu mình bỏ đi và đồng thời mình đã tạo cái phần đuôi này để mình cài Win mới ở trên bịch sườn cuối. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn xong phần cắt kiểm tra ổ cứng bị bét và cắt bỏ phần bét đó bỏ đi ha, rất là đơn giản, không có gì là khó cả. Với việc làm này thì mình sẽ lấy của khách là 150.000, tùy vào các bạn, tùy vào khả năng ăn nói và cũng như cái trình độ vẽ vời của các bạn nữa để mà lấy tiền khách ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Video này được thực hiện bởi kỹ thuật viên chấm info. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhớ vào forum của mình thường xuyên để theo dõi những clip mới nhất. Rồi, cảm ơn các bạn.